Hôm nay mình sẽ đi quay cái triển lãm Motor Show Việt Nam 2022 cho các bạn cùng xem. Mình không phải là một cái người rành về ô tô đâu các bạn, nhưng mà mình vẫn muốn đi quay để các bạn xem. Và các bạn nếu mà không có vé mời, các bạn có thể mua vé tại quầy là với giá là 30.000 đồng để mà vào để mà xem cái show này thì cũng đáng tiền thôi. Hôm nay mình đi với vài người bạn nữa để mà vào xem cái show ngày hôm nay. Các bạn có thể mua xong rồi chúng ta có thể vào khu check in để chúng ta có thể check in này, và chúng ta sẽ gửi lại cái vé này. Họ không cho chúng ta giữ vé nha các bạn. Và bên trong thì các bạn sẽ được đóng một cái mộc ở trên tay, sau đó các bạn có thể đi tham quan các nhãn xe một cách thoải mái hơn. Có rất là nhiều nhãn xe ở đây và các bạn có thể tham quan thoải mái. Mình thấy rất là nhiều cái dòng xe mới cực kỳ hấp dẫn, mặc dù nó chỉ là cái concept thôi, nhìn rất là đã mắt các bạn. Có nghĩa là trong cái tương lai các bạn sẽ có sở hữu hoặc là sẽ mua được những cái phiên bản xe mới nhất. Còn tiền ở đâu mua thì các bạn phải tự suy nghĩ ha. Nói đùa một chút cho vui thì nếu mà các bạn có điều kiện hay là ở gần Sài Gòn thì chúng ta có thể đến đây và trải nghiệm những tận mắt chứng kiến những cái mẫu xe mới, thì các bạn mới cảm thấy được cái sự hưng phấn như thế nào. Đối với những người đam mê xe hay là những người đam mê xe mô tô phân khối lớn chẳng hạn, thì đây là một cái buổi triển lãm dành cho các bạn. Còn nếu mà các bạn ở khá xa hoặc là không có ở Sài Gòn thì các bạn có thể nhìn qua video này và các bạn có thể để lại bình luận bên dưới. Tuy nhiên thì mình không có quay được chi tiết cho từng xe, tại vì rất nhiều các bạn, thời gian của mình cũng có hạn, nên mình có thể quay lướt qua cho các bạn xem thôi. Kèm theo đó sẽ có những các bạn busy xinh đẹp mà mình cố tình mình quay cho nó. Rồi cái phần bình luận của mình đến đây là tạm dừng và nhường cái sân khấu này lại cho các bạn tiếp tục xem những cái hình ảnh mà mình đã quay được tại cái sự kiện sau ngày hôm nay Việt Nam.
You can make a statement. True change starts from within. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khám chiếm mọi thế giới của những điều hiểu nghi với những điều sâu. Thank you.
Thank you.